Nếu như bây giờ bạn gặp một người đang ở trong tâm trạng tiêu cực, ví dụ như là đau buồn, bất an, hoảng loạn, mất kiểm soát, thì bạn sẽ nói gì với họ? Nếu câu trả lời của bạn đại loại như là đừng buồn nữa, nín đi mà, bình tĩnh lại đi, không sao đâu, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên xem lại cách an ủi của mình rồi đấy. Nói một người đừng buồn nữa thì anh ta sẽ hết buồn à? Hầu như thì trong rất nhiều trường hợp, người được an ủi thậm chí còn buồn khủng khiếp hơn. Hoặc như đối với trẻ con, nếu như mình bảo chúng là đừng khóc nữa thì ắt hẳn là chúng sẽ khóc to hơn. Trong tâm lý học có một khái niệm rất là hay, gọi là chỉnh khung nhận thức, reframing. Đúng với cái tên gọi thì chúng ta sẽ thay đổi khung nhận thức của người cần được an ủi đối với vấn đề mà họ đang đối mặt. Để dễ hiểu hơn thì bạn cứ tưởng tượng như thế này. Mỗi người sẽ nhìn cuộc đời qua một ống kính máy ảnh. Chúng ta có thể chỉnh một số chi tiết trên máy để nhìn gần, nhìn xa, phóng to, phóng nhỏ, chỉnh bộ lọc, vân vân. Mỗi lần thay đổi thì sẽ có một góc nhìn khác nhau. Đối với những người mà đang mang cảm xúc tiêu cực thì cứ hình dung là họ đang nhìn qua khung tiêu cực. Thế nên là chúng ta sẽ phải giúp họ đổi khung để có một cái nhìn khác hơn. Nhưng mà làm cách nào để có thể thay đổi được góc nhìn của một người? Liệu góc nhìn đó có thực sự tốt hơn hay là còn làm sai lệch và trầm trọng hơn vấn đề? Đây chính là một câu hỏi gây nhức nhối. Ý tưởng thì nghe đơn giản đấy, nhưng mà thực sự áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày và trong trường hợp cụ thể thì lại vô cùng phức tạp. Khi mình tìm hiểu về khái niệm này thì nhiều ví dụ nghe rất là ổn, nhưng có một số ví dụ thì vẫn có đôi chỗ làm mình hơi cấn. Hãy nghe thử ví dụ dưới đây. Bạn của cô bé không trả lời tin nhắn vì bạn ấy bận hoặc là không cầm theo điện thoại. Bạn cũng có thể giúp cô bé chỉnh khung nhận thức bằng cách nói là bạn của em có thể đang cần bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với em vì em ấy rất quý mến em và không muốn nói ra những điều xấu xí trong lúc đang tức giận. Thoạt đầu nghe có vẻ rất tích cực, nhưng mà bản chất của nó thì lại không khác gì những câu không sao đâu, chuyện không như cậu nghĩ đâu mà, cậu hiểu nhầm rồi, chứ A không có ý như vậy. Bạn có biết không, mỗi lời bạn nói ra với một người đang ở trong tâm trạng dễ tổn thương như vậy đều rất là quan trọng với họ. Nếu như bạn không biết chắc sự thật thì làm ơn đừng có mượn danh nghĩa này danh nghĩa nọ để an ủi, chỉnh khung nhận thức rồi đưa ra những suy đoán không có căn cứ như vậy. Họ sẽ lấy đó làm phao cứu sinh, và rồi nếu sự thật không giống như vậy, họ sẽ còn đau buồn hơn rất là nhiều. Sau rất nhiều lần đau khổ trải nghiệm những trường hợp như vậy thì mình vẫn tin tưởng vào phương pháp chỉnh khung nhận thức này. Nhưng trước khi dùng bất cứ khung nào hay đưa lời nói thì mình đều hỏi kỹ bản thân về mức độ chính xác của những gì mà mình sắp nói, hoặc là đưa ra những câu gợi ý để người ta tự đưa ra kết luận. Chẳng hạn như thế này, với các vấn đề trong gia đình và luôn mong muốn đem những điều tốt đẹp cho đối phương, có chăng thì chỉ là cách biểu đạt gây hiểu nhầm hoặc là dễ gây tổn thương. Thế nên là mình cảm thấy rất dễ dàng để áp dụng phương pháp này. Ví dụ, chiều nay em trai mình ngủ chưa dậy trong giàn giụa nước mắt vì ba mình bắt nó phải ngủ thêm cho đến 1:30 rồi mới dậy. Ba mình không phải là người dịu dàng, lời nói tuy cũng không hề thô lỗ gì nhưng mà lại rất là nghiêm. Lời nói đơn giản thốt ra nghe cũng như là rất là giận dữ, nên là em mình cảm thấy uất ức và khóc như là mưa vậy. Lúc đó mình đi xuống hỏi ngay là tại sao lại khóc, câu hỏi muôn thuở, nhưng mà để có câu trả lời thì toát hết mồ hôi. Có thể nó sợ ba chửi nên giấu, hoặc là ngại, hoặc là sợ bị chê cười, vân vân. Thì có một tip rất là hay như thế này. Mình sẽ bám vào một số từ khóa trong lời nói của nó, quan sát hiện trường, rồi liên tục đặt ra nghi ngờ đến khi nó gật đầu đúng thì thôi. Sau khi mà đã xác nhận được nguyên nhân rồi thì mình sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công. Câu chuyện như thế này. Vấn đề 1. Hôm qua ba và em đã thỏa thuận những gì? Dạ, ngủ trưa tới 1:30 thì dậy. Ờ, tốt lắm. Vậy hồi nãy mấy giờ em dậy? Suy nghĩ một hồi.
Em không nhớ, chắc là 1 giờ hơn. Như vậy, ai là người làm vỡ kế hoạch? Em. Như vậy ba giận dữ thì là đúng hay sai? Lại suy nghĩ. Đúng. Vấn đề 2. Sáng mấy giờ em dậy? 5:30, vì có đặt báo thức. Dậy sớm như vậy, có phải trưa sẽ rất buồn ngủ không? Phải. Mà lại còn ngủ quá ít nữa, thì có phải ảnh hưởng tới sức khỏe không? Phải. Nên ba yêu cầu em quay lại giường ngủ thêm, là muốn tốt cho em hay là muốn hại em? Không suy nghĩ nữa mà bắt đầu gật đầu nhanh hơn. Vấn đề 3. Nhưng mà con người, chứ đâu phải cái máy, có thể nói dậy lúc 1:30 là dậy đúng giờ luôn hay sao? Không buồn ngủ nữa thì phải dậy thôi. Mắt sáng lên, tỏ vẻ như là có người hiểu mình. Nhưng mà vốn dĩ ngủ hay là nghỉ trưa đều như nhau. Nếu như em không thể ngủ thì có thể thả lỏng cơ thể, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu dậy quá sớm mà trước đó đã thỏa thuận giờ giấc với người khác để tôn trọng kế hoạch, thì em cũng nên nằm im không ngủ. Như vậy không được à? Được ạ. Cỡ vấn đề 2 là em mình đã hết khóc rồi. Sau vấn đề cuối cùng thì nó còn không hiểu trước đó tại sao lại khóc nữa. Sau này khi nói chuyện với ba, mình hiểu thêm là lúc đó ba giận dữ vì còn một nguyên nhân khác. Sau này nếu như em mình ở trong một môi trường cộng đồng thì sẽ có những giờ giấc sinh hoạt được quy định. Nếu như mà em mình thức giấc trước và lúc dậy thì không giữ ý tứ, tạo ra tiếng động làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác, nên là ba mình muốn em mình tôn trọng những quy định chung, cũng như là tôn trọng những thỏa thuận mà đã đồng ý. Qua ví dụ trên thì mình nhận ra rằng chỉnh không nhận thức của người khác là một cách an ủi rất là hay. Nhưng khi sử dụng thì mình cần phải có trách nhiệm hơn với lời nói, chỉ nói những gì mà mình đã quan sát và nhận thấy được, và nghiêng về việc đặt câu hỏi, nghi vấn hoặc là dẫn dắt người khác để tự kết luận. Những kết luận mà tự bản thân đưa ra thì sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, đây là trường hợp khi mà người kia thực sự có ý tốt, nhưng nếu như họ có ý xấu thật thì sao? Mình không muốn hủy hoại góc nhìn tích cực về cuộc sống của bất kỳ ai, nhưng phải thật sự nhìn nhận rằng ngoài lòng tốt ra thì vẫn còn rất nhiều tàn bạo và ác ý. Trở lại ví dụ về cô bé mà người bạn không muốn trả lời tin nhắn kia. Lỡ bạn của cô bé thực sự ghét, khinh thường và không muốn nói chuyện với em thì sao? Hoặc biết em là người nhạy cảm nên là cố tình làm vậy để em hoang mang, lo lắng hơn thì sao? Vì chúng ta thực sự là không biết thực hư như thế nào, thế nên tùy tiện chọn một góc nhìn là rất nguy hiểm. Nó khiến cho con người ta không nhìn nhận thật sự vào bản chất của vấn đề, mà mù quáng tin vào một viễn cảnh tươi đẹp không có thật. Nếu người bạn kia thực sự như mình nói, thì hậu quả là cô bé kia vẫn tìm cách duy trì mối quan hệ toxic này, mà không nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực của người bạn đó lên mình. Mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như chúng ta hỏi cô bé: em nghĩ lý do vì sao bạn ấy lại không trả lời tin nhắn? Nếu đang cảm thấy tiêu cực thì đa số những câu trả lời sẽ là: chắc là bạn ấy ghét em, chắc là em làm gì sai rồi, chắc bạn ấy chán chơi với em không quan trọng nữa, vân vân, mấy mây. Dấu hiệu nào khiến cho em nghĩ như vậy? Nếu điều em nghĩ là thật thì em tính làm gì? Đa số các câu trả lời sẽ là em không biết nữa, hoặc là sẽ nói ra một vài cách giải quyết. Nếu vậy thì nên giúp cô bé phân tích từng cách một, mục đích là luôn luôn hướng cô bé tới những giải pháp tích cực. Sau đó thì mình cho rằng suy đoán của em có thể đúng, có thể sai, nhưng mà em có thể điều khiển suy nghĩ của người bạn kia về mình không? Nếu như mà không, thì tại sao em lại không tập trung vào những gì mà mình có thể điều khiển được? Ví dụ như là ngừng ngồi khóc, ngừng lo lắng, mà đi tìm một việc gì đó khác để làm. Sau đó thì em có thể gửi thêm cho bạn một vài tin nhắn để hỏi thăm nữa. Nếu như mà bạn ấy vẫn không hồi âm, thì có lẽ thứ bạn ấy cần là thời gian. Và đó cũng là tất cả những gì mà em có thể làm. Một đứa bé bị ba mình bỏ rơi từ khi lọt lòng. Khi đủ lớn để nhận thức được việc này, thì cô bé ngồi trong phòng khóc cạn nước mắt. Cô bé thắc mắc, người đàn ông đấy sống cùng khu với mình, nhưng tại sao lại chưa từng tới hỏi thăm?
cũng không hề quan tâm tới sự tồn tại của cô bé. Có phải cô bé không đáng được yêu thương hay không? Nếu bắt mình nói rằng không phải đâu, chắc ông ấy có nỗi khổ riêng, ông ấy ngại, ông ấy sợ, vân vân, thì mình không làm được. Nhưng rất may, người cậu của cô bé đã dẫn cô tới bệnh viện và đợi hàng giờ để chứng kiến cảnh các gia đình vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tin một đứa bé chào đời. Người cậu bảo rằng, cháu nhìn xem, lúc cháu chào đời, mọi người cũng vui như vậy đấy. Thật không ạ? Lúc đó, ai là người đã chạy ra chỗ bác sĩ vậy? Là cậu. Wow, tuyệt quá. Mỗi lần nhớ đến câu chuyện này, mình lại thấy rất cảm động. Cách ăn ủi độc đáo và tinh tế như vậy, có bao nhiêu người có thể làm được? Không chỉ trích, không thù hận, mà đã chỉ cho cô bé thấy là đã có những người khác yêu thương và hạnh phúc với sự tồn tại của cô bé như thế nào. Sự tồn tại của cô bé có ý nghĩa ra sao? Trong chuyện Archimedes thân yêu của Cửu Nguyệt Hy đã có đoạn: tôi không đồng ý có những người đã xếp khiêm tốn vào nhóm đạo đức tốt. Đối với nhà logic học mà nói, tất cả những sự vật nên là dạng gì thì là dạng đó. Đánh giá bản thân quá thấp cũng như phóng đại tài năng của mình đều là trái ngược chân lý. Và nó được trích từ tập Cuộc phiêu lưu của người thông ngôn Hy Lạp của bộ truyện Sherlock Holmes. Mình rất ủng hộ quan điểm nên nhìn nhận đúng bản chất của con người, sự vật, sự việc. Nếu vô tình hay là cố ý làm méo mó đi bản chất, thì dù mục đích có là tốt đẹp, thì về lâu về dài cũng sẽ để lại hậu quả. Suy nghĩ tích cực cũng vậy. Tích cực nhưng cũng phải dựa trên những cơ sở có thật, nhìn nhận, đánh giá đúng mức về độ khó khăn, để có những giải pháp và cách tiếp cận đúng đắn. Đối với việc an ủi người khác trong lúc họ đang trải qua câu chuyện đau buồn, có thể áp dụng phương pháp chỉnh khung nhận thức. Nhưng mỗi trường hợp thì có cách áp dụng khác nhau. Tuy nhiên, có một điều cơ bản mà không bao giờ thay đổi với mình, đó là mình sẽ không đưa ra những suy đoán vô căn cứ, dù mục đích là gì đi chăng nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe những dòng suy nghĩ này của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.